Rồi ai mà sướng thế? Nằm hưởng thụ. Nằm hưởng thụ này. Từ 2 giờ sáng đã chỉ ra cửa sổ cứ di. Đấy, không hiểu là không tưởng tượng ra sóng nó như thế nào. Tờ đấy, sướng cười. Cười đấy. Nào. Cười đấy. Thích không? Thích không? Đấy, ngồi lên này. Nào. Nè, ngồi lên này. Tròn. Ông tròn. Ông tròn. Ông tròn. Thích to nha. Quay ở đằng này hơn. Cười. Thấy chưa? Đúng được.